Nhật ký 1726. Lạy Chúa Kitô, Chúa đang dìu con vượt qua những vực sâu thăm thẳm. Khi nhìn xuống, con đầy sợ hãi, nhưng đồng thời lại hết sức an tâm khi nép sát vào lòng Chúa. Bên lòng Chúa, con không sợ hãi gì. Trong những giây phút nguy hiểm này, con sống như một con trẻ bé bỏng, được bồng ẵm trên tay mẹ hiền. Khi thấy có gì đe dọa, nó ôm chặt lấy cổ mẹ và cảm thấy an lành. Nhật ký 1727. Tôi thường nhìn thấy các cạm bẫy rình trực tôi do những người nhẽ ra không nên làm như thế. Tôi không bào chữa, nhưng phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, đấng thấu suốt lòng tôi. Và tôi thấy những người ấy đã mắc vào những giò bẫy do chính họ giương ra. Lạy Thiên Chúa, Chúa công bình và tốt lành chừng nào. Nhật ký 1728. Con hãy viết: Cha là đấng ba lần thánh, và Cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn vương vấn tội lỗi, nhưng nếu họ hối cải thì lòng quảng đại Cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn nào. Tình thương Cha ôm ấp và thánh hóa họ. Với lòng nhân lành, Cha bám sát các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi, và trái tim Cha hớn hở vui mừng khi họ trở về bên Cha. Cha quên bẵng nỗi cay cực họ đã gây ra cho trái tim Cha, và Cha vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng không ai có thể thoát khỏi tay Cha. Nếu họ trốn tránh trái tim nhân hậu của Cha, họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của Cha. Con hãy cho các tội nhân biết Cha lúc nào cũng mong chờ, lúc nào cũng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ. Khi nào nó sẽ đập nhịp vì Cha đây? Con hãy viết rằng Cha đang nói với họ qua sự day dứt của lương tâm họ, qua những thất bại và đau thương của họ, qua những cơn giông tố và qua tiếng nói của giáo hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của Cha, Cha sẽ thịnh nộ với họ, bỏ mặc họ với những hậu quả họ muốn. Nhật ký 1729. Ôi Chúa Giêsu của con, một mình Chúa biết những nỗ lực của con. Dường như con khỏe khoắn hơn một chút, nhưng chỉ đủ sức đi lại trên hành lang thay vì phải nằm trên giường. Con nhìn thấy và ý thức đầy đủ những gì đang xảy đến với con. Mặc dù có sự chăm sóc ân cần của các bề trên của con và sự tận tình của các bác sĩ, nhưng sức khỏe của con vẫn cạn dần và lụi tàn. Nhưng lạy Chúa, tình yêu của con hết sức vui mừng khi nghe tiếng Chúa gọi, bởi vì con biết sứ mạng của con sẽ khởi sự vào lúc con lìa đời. Ôi, con mong mỏi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác này biết bao. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết trong tất cả những ước vọng của con luôn luôn muốn thấy thánh ý Chúa. Về phần mình, con không muốn chết sớm hơn hoặc sống lâu hơn một chút, đau khổ bớt đi hoặc đau khổ nhiều thêm, nhưng con chỉ muốn thực thi thánh ý Chúa. Mặc dù con thao thức nóng bỏng và những ước vọng bừng bừng trong lòng con rất lớn lao, nhưng chúng không bao giờ được phép vượt trên thánh ý Chúa. Nhật ký 1730. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, đấng duy nhất tốt lành, mặc dù nỗi khốn cùng của con thật kinh khủng và những lỗi phạm của con thật quá nhiều, nhưng con tín thác vào lòng thương xót Chúa
bởi vì Chúa là Thiên Chúa hay thương xót. Từ thuở xa xưa, chưa ai từng nghe nói, và cả trời đất cũng chẳng nhớ ra, đã có một ai tín thác vào lòng thương Chúa mà phải thất vọng bao giờ. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, chỉ có Chúa mới làm cho con được nên công chính, và Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt khi con thống hối tìm đến cùng trái tim từ ái, nơi chưa từng có một ai, dù là tội nhân khốn nạn nhất, mà bị khước từ.